Xã hội đang biến chuyển từng ngày, từng phút, nhưng văn hóa số vẫn chưa theo kịp với sự thay đổi của môi trường sống, khiến không ít người lạc lối, lệch chuẩn về những hệ giá trị. May mắn thay, những chân dung sống đẹp như những ngọn lửa bền bỉ tỏa sáng, như những bông hoa âm thầm tỏa hương sắc, lên tiếng cho cái đẹp và cho những giá trị sâu thẳm vững bền. Và cuốn sách Đẹp mãi những tấm lòng của nhiều tác giả được nhà xuất bản Trẻ và báo Thanh niên phối hợp ấn hành năm 2021 với độ dày 341 trang trên khổ giấy 23 cm. Cuốn sách đã tổng hợp hơn 80 bài viết trong cuộc thi sống đẹp do báo Thanh niên tổ chức. Nội dung gồm những gương người thật việc thật, là những gương điển hình về sống đẹp, sống tốt trong đời thường do bạn đọc viết. Đó có thể là những gương vượt lên số phận, không chấp nhận nghịch cảnh, hoặc là những con người đời thường nhưng với tấm lòng thiện nguyện, xuất phát từ tâm, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Các bài viết như những người đem cả gia tài đổ xuống biển, cho trẻ em ung thư có một cuộc đời trọn vẹn, trên môi người là những nụ hoa, vân vân. Những ngọn lửa sống đẹp được thắp lên từ khắp mọi miền đất nước. Đó là cô giáo Nga dạy chữ cho trẻ em khuyết tật ở vùng sâu Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Suốt đời dạy học, lại chăm sóc cha mẹ già nên cô không lập gia đình. Cô kiên trì dạy học cho hơn 700 em học sinh đặc biệt và sẽ tiếp tục cho đến khi không còn dạy được nữa mới thôi. Hay đại úy Trần Bình Phục đi gieo chữ ở đảo Hòn Chuối xa xôi, miền đất mũi Cà Mau. Dạy chữ cho các em đã khó, anh còn dạy đạo đức, vì điều căn bản để làm người chính là đạo đức. Tìm người trong những chân dung sống đẹp làm ta được thanh lọc tâm hồn, tìm thấy được niềm tin yêu. Lòng trắc ẩn con người bị đánh thức bởi tiếng "Hia ơi" của bà Quách Tăng Ngọc Minh, gọi người anh kiệt nghĩa Phạm Dương. Khi cuộc đời bị dồn đuổi đến tận cùng của đói nghèo bệnh tật, bà đã không tuyệt vọng khi còn có tình người để núng níu. Một tình người thuần phát, kiềm lời được khẳng định bằng triết lý sống, cản địa mới biết lóc trê. Như huyền thoại giữa đời thường, cụ Trần Cang 100 tuổi, xã Phú Tâm, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng với tâm niệm giúp người bớt khổ, mình cũng vui lây. Nên hàng chục năm đã giúp đỡ hơn 4.000 người neo đơn, bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 17 tỷ đồng. Tìm người cứ khiến anh Lê Thanh Tùng ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm được những điều lạ lùng kỳ diệu. Cứ đêm đến, anh lại chở thùng đồ nghề ghi chữ, vá xe, đổ xăng miễn phí trên chiếc xe Dream cũ, chạy hàng trăm cây số để giúp đỡ những người không may mắn, gặp sự cố trên đường, vân vân. Tìm người trong trái tim người ở núi Vàng Dĩnh Tề, nơi màn rừng Huệ Xó, Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, thật lấp lánh, với những việc làm thầm lặng cứu người bằng thuốc dân tộc. Anh cũng vất vả mưu sinh, đi khắp cánh rừng, ngọn núi, băng qua suối, qua sông, gặp người bệnh thì cứu, gặp người khổ tìm cách giúp, cởi cả áo khăn cho mấy cụ già lúc trời rét, phần mình quấn lá chuối quanh người. Con người chân chất với những việc làm thầm lặng ấy là Phật giữa đời thường. Sống đẹp là bà mẹ Nguyễn Thị Phương ở Rạch Bùng Binh, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã kiên trì, bền bỉ giữ lửa bếp cơm cho biết bao trẻ mồ côi, sinh viên khó khăn, người già neo đơn gần 30 năm giữa lòng Sài Gòn trong căn bếp chật hẹp. Là người thổi tù và trên rẻo cao Tây Bắc, gắn đời mình với những bệnh nhân bỏng Sơn La, anh Phạm Ân có tình thương vô bờ dành cho các bệnh nhân nghèo và học sinh khó khăn. Lòng trắc ẩn, tình yêu thương đã thôi thúc anh là người cha đơn thân cho hai đứa trẻ bất hạnh, thôi thúc anh nhen lên ngọn lửa bếp cơm nhân ái. Lòng nhân ái trắc ẩn con người xuyên lục địa, xuyên thời gian. Thật trân quý tấm lòng của Susanne, một du khách người Thụy Sĩ, dành cho trẻ em trai Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Rong ruổi trên chiếc xe đạp cút kít, chị tìm đến những đứa trẻ nghèo trao học bổng, góp tiền xây nhà cho ngư dân, dạy cho trẻ lòng biết ơn để có trách nhiệm với xã hội. Người Vĩnh Lương hay gọi Susanne bằng cái tên trìu mến, bà Tây Từ Thiền. Không chỉ có Susanne, Usada Reiko người Nhật đã viết nên cổ tích giữa đời thường bằng tấm lòng nhân ái với sự bền bỉ của những việc làm thiện nguyện. Cao cả hơn, người phụ nữ Nhật này còn muốn cứu dòng sông Hoài với dự án làm sạch môi trường, lôi cuốn và giáo dục những trẻ em biết yêu quý thiên nhiên bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Sống đẹp
còn là nghị lực của những con người vượt qua chính mình, không lùi bước trước nghịch cảnh, bệnh tật, làm nên những kỳ tích mà người bình thường chưa chắc làm được. Có thể nào tin cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm ở Ý Yên, tỉnh Nam Định mắc bệnh xương thủy tinh, số lần gãy xương gấp đôi số tuổi, qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, vẫn cố học đến lớp 9, mở lớp dạy học miễn phí cho hàng trăm học sinh suốt 17 năm. Tâm sáng lập quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo và không gian đọc sách để lan truyền giá trị tri thức. Với Tâm, điều quan trọng không phải là sống bao nhiêu tuổi, mà sống tích cực, hành động tích cực như thế nào khi được sống. Lòng nhân ái, tình người, nghị lực vượt qua nghịch cảnh, sống là cho đi, là tận hiến, là lòng ái quốc chuyển hóa trong công việc nâng niu những mầm non vùng biên giới, giữ xanh sạch biển trời, nâng niu sự sống là một vẻ đẹp bất tận từ mạch nguồn văn hóa dân tộc. Mỗi chân dung trong cuốn sách đẹp mãi những tấm lòng là ngọn lửa ấm áp soi chiếu vào tâm hồn người đang sống, lan tỏa những giá trị yêu thương. Cảm ơn những ngọn lửa sống đẹp đã được thắp lên từ những trái tim nồng ấm dành cho cuộc đời, từ những việc làm ngỡ như giản dị, bé nhỏ, thầm lặng mà thật cao cả, phi thường, lan tỏa những giá trị sống đẹp vào xã hội, đặc biệt tác động sâu sắc đến những người trẻ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm này. Và tôi sớm như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc.